Thưa quý vị, sau hơn một tháng khuấy động, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ bước vào đêm chung kết vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 tuần này. Hiện tại, hai đội Phần Lan và Trung Quốc đang tất bật với công tác chuẩn bị. Chuẩn bị cho đêm thi chung kết, đội Trung Quốc và đội Phần Lan chỉ có 2 tuần để lên ý tưởng, thiết kế và lắp đặt trận địa pháo hoa cho màn trình diễn của mình. Hai đội sẽ phải thể hiện chủ đề đêm thi chung kết là nhịp đập tương lai, với số lượng khoảng 10.000 quả pháo hoa các loại do ban tổ chức cung cấp. Cả hai đội hiện đã hoàn thiện cơ bản trận địa pháo hoa của mình. Chúng tôi vô cùng phấn khích khi được lọt vào vòng chung kết, nên đang dồn toàn lực chuẩn bị cho đêm thi. Đó sẽ tiếp tục là một màn trình diễn đậm chất Trung Hoa với nhạc nền Trung Hoa. Lần này, chúng tôi lắp đặt tới hơn 10.000 quả pháo trên trận địa pháo trải dài hơn, và khán giả sẽ thấy những bức tranh được vẽ bằng pháo hoa cực kỳ lớn trên bầu trời. Chúng tôi sẽ dùng pháo hoa và âm nhạc để vẽ một bức tranh về cuộc sống của thế hệ trẻ với những nốt thăng trầm, và chúng tôi sẽ sử dụng nhiều nhạc rock hơn để thể hiện điều đó. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn lôi cuốn sự chú ý của khán giả ngay từ phút đầu tiên và suốt màn trình diễn. Với chúng tôi, đó chính là thành công. Trong khi đó, tại khu vực sân khấu và khán đài bên bờ sông đối diện bãi bắn pháo hoa, các đơn vị thi công cũng đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục, bổ sung thêm một cụm khán đài khoảng 3.000 chỗ, phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả. Với màn tranh chức vô địch của hai đội đại diện cho hai cường quốc pháo hoa của thế giới, đêm chung kết hứa hẹn sẽ phục vụ cho khán giả những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng đầy cảm xúc và bùng nổ trên sông Hàn.